Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chuyên mục tô màu cho những bức tranh trên kênh YouTube của mình nhé. Và trên tay mình đang là bức tranh về một nàng công chúa rất là xinh đẹp, đội một chiếc nón với quai mũ rất là rộng này. Và bây giờ hãy cùng tô màu cho bức tranh về nhân vật nàng công chúa này nhé. Đầu tiên mình sẽ tô màu cho mái tóc của nhân vật này bằng cái bút chì màu cam rồi nhé. Một mái tóc khá là dài và mình sẽ tô vàng hết màu cam cho mái tóc của nhân vật này luôn. Tiếp theo, chiếc mũ mà nhân vật này đang đội trên đầu thì mình sẽ tô cho cái bút chì màu xanh lá cây của mình. Thêm một chút màu cam cho bông hoa ở trên của chiếc mũ này nữa. Tiếp theo, chiếc váy mà nhân vật này đang mặc thì mình sẽ tô vào cái bút chì màu tím của mình nhé.
và bức tranh về một nàng công chúa này đã được mình tô màu và thành xong rồi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video tô màu cho bức tranh này của mình. Hãy để lại cho mình một like, ấn đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo trên kênh YouTube của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Bye bye.